Các chị còn nhớ Thủ tướng Phạm Minh Chính cầm điện thoại và có một quyết định sinh tử có ý nghĩa với mạng sống của hàng triệu người và hậu quả lâu dài đối với hàng chục triệu người hay không? Ở đây, cá nhân tôi là một người làm truyền thông ủng hộ Thủ tướng Phạm Minh Chính từ đầu đến giờ. Chúng tôi cảm thấy rất tự hào và xin một lần nữa gửi lời cảm ơn đến Thủ tướng. Và khi Thủ tướng đang lội bùn dơ, chống gậy, tại thực địa dùng lũ lụt thì có điện thoại cấp báo, các chuyên viên cấp báo rằng nó tình hình khẩn thiết, có thể phải phá vỡ một phần đập. Thủ tướng hỏi các anh đang ở đâu? Bên đầu dây bên kia nói đang ở Yên Bái. Đang ở Yên Bái thì chúng ta biết rằng ở Yên Bái chỉ có thủy điện Thác Bà mà thôi, là thủy điện lớn nhất. Thì thủ tướng nói rằng đại khái ý của ông nói rằng là phải coi tính mạng người dân là trên hết, phải cầm cự đủ lâu để người dân để di dời người dân cho bằng được, di dời người dân cho bằng được. Và cùng thời gian đó chúng tôi được biết đê Hoàng Long ở Ninh Bình cũng cấp báo một tình trạng tương tự như vậy, có thể phải cho nước tràn qua đê. Nước tràn qua đê thì như thế nào, chúng tôi sẽ phân tích sau đây cho các chị thấy hậu quả của nó. Thì thủ tướng cũng yêu cầu như vậy, phải bằng mọi cách cứu cho bằng được đê Ninh Bình, đê Hoàng Long Ninh Bình. Và nếu phương án phải cho nước tràn thì phải cầm cự đủ lâu để bảo vệ mạng sống của người dân. Và ở đây chúng tôi nói rằng có những công việc thầm lặng, có những việc các anh chị có thể nhìn thấy trên hình ảnh gây xúc cảm, lấy đi nước mắt của chúng ta. Nhưng mà cũng có những hình ảnh rất thầm lặng. Có cả kể cả những ông bộ trưởng, phó thủ tướng, nhiều người nói là không thấy mặt ông đâu cả. Phải không? Nhưng thực tế lúc đó các phó thủ tướng và bộ trưởng đang cắm mặt ở hiện trường và đang thực thi chỉ đạo sinh tử của thủ tướng. Và các đồng chí đã đưa ra một phương án là phân lũ ở thượng nguồn, huy động một lực lượng vô cùng lớn. Chúng tôi cho rằng đây là bí mật quốc gia, chúng tôi không tiện công bố đây. Phân lũ ở thượng nguồn để cứu cho bằng được thủy điện Thác Bà và đê Hoàng Long ở Ninh Bình. Nếu không thì hậu quả thảm khốc sẽ mang tính thế kỷ. Và rất may bằng một sự cố gắng, bằng sức người, sức của và công cụ hỗ trợ, việc phân lũ ở thượng nguồn đã cứu được thủy điện Thác Bà đê Hoàng Long Ninh Bình. Chứ cái gì, một công việc rất thầm lặng, và nó được chỉ được nhắc đến hôm nay khi mà thủ tướng chủ trì cuộc họp tổng kết sơ kết việc chống bạo lực, phòng chống bạo lực trong mấy ngày vừa qua như thế nào. Nhưng chúng tôi sẽ nói ở đó phần sau. Chúng tôi nói đến kịch bản nếu mà phải cho Thác Bà thì chúng ta không không thể nói kịch bản được rồi. Nó sẽ là sự tàn phá, sự hủy diệt mang tính thế kỷ. Nhưng chuyện đó không xảy ra, đúng không? Thôi, chúng ta rất cảm ơn Thủ tướng, quyết định sáng suốt của Thủ tướng, cũng như sự cố gắng tuyệt đối của các phó thủ tướng và các đồng chí bộ trưởng, cũng như hàng ngàn, hàng chục ngàn quân công binh và người dân, cũng như chính quyền địa phương, và đặc biệt là lực lượng công an nữa các chị ạ. Đinh đê Ninh Bình, chúng ta nghe nói là đê Hoàng Long Ninh Bình, chúng ta nghe nó nghe nhỏ nhoi cái đê thôi mà. Nhưng như chúng tôi không nói kịch bản vỡ đê nha chị, phải xả tràn để cứu đê thôi. Thì phải có 55.000 dân phải sơ tán. Chiều 12 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đứng trước một quyết định sinh tử như vậy. Và ông đã phải ký lệnh di tản dùng phân lũ, xả lũ trên địa bàn thì Gia Viễn và Nho Quan. Tức là chủ tịch tỉnh cũng là trưởng ban chỉ huy phòng chống bão lụt và cứu nạn cứu hộ, cứu nạn thiên tai, đã quyết định rằng tại vì phải cho nước tràn để cứu đê thì bây giờ cho di dời, mà lúc đó nếu nước tràn cứu đê phải di dời 55.000 dân, bây giờ tính một phương án cục bộ hơn là cho di dời dân trên địa bàn, một phần dân trên địa bàn huyện Gia Viễn và Nho Quan, để lấy địa bàn đó làm phân lũ cứu đê Hoàng Long, của đê Hoàng Long Ninh Bình. Đồng thời cũng chuẩn bị luôn kịch bản nếu phương án nó không khả thi, tức là không cứu được đê Hoàng Long thì phải cho nước tràn qua đê Hoàng Long, và có phương án di dời tất cả các lực lượng đều phải vào cuộc để di dời 55.000 dân, 55.000 dân. Tuy nhiên mọi việc đã kết thúc một cách nó tốt đẹp. Chúng ta
Đã biết các anh chị. Về mặt chính thức thì sáng 15 tháng 9, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị thường trực chính phủ với các địa phương bị ảnh hưởng do cơn bão lũ và các giải pháp khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân doanh nghiệp trở lại cuộc sống bình thường. Trong những ngày bão lũ vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp ký hoặc ấn ký điện tử cho các phó thủ tướng và bộ trưởng ký 9 công điện khẩn cấp về ứng phó bão lũ. Cơn bão sẽ ghi là cơn bão lịch sử với 7 yếu tố: cường độ lớn, tốc độ cao, phạm vi rộng, đối tượng tác động nhiều, kéo dài nhiều tiếng khi đổ bộ vào đất liền, gây mưa lũ lớn dài ngày trên diện rộng từ Thanh Hóa trở ra, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người, tài sản và vật chất và tinh thần. Và chính phủ dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, trực tiếp của Tổng Bí thư đã tiến hành rất nhiều biện pháp, trong đó có 9 công điện khẩn cấp. Chúng tôi không nêu nội dung, nó cũng rất dài dòng thưa anh chị, và nó đã qua rồi. Đặc biệt quan trọng và thầm lặng và chúng ta ít thấy, chúng ta thấy những hình ảnh gây xúc cảm vô các báo, vô các bạn ở tại chỗ đưa lên mạng xã hội, chúng ta thấy rất xúc cảm, lấy đi nước mắt của chúng ta, nhưng chúng ta không thấy những sự lớn hơn sự thầm lặng. Mà đôi khi có các ông phó thủ tướng cũng bị trách, các bộ trưởng bị trách, mấy ông đi đâu rồi, các thủ tướng, các phó thủ tướng, các bộ trưởng không lên báo, không lên mạng xã hội được, vì họ đang ở vùng trọng yếu, xung yếu, vùng đặc biệt nguy hiểm, có thể lấy đi mạng sống của họ luôn nữa. Cho nên những khu vực đó kể cả truyền thông, mạng xã hội và người dân cũng không vào được nữa. Người dân không được, báo chí càng không vào được, vì nó đặc biệt nguy hiểm và bị cắt cúp toàn bộ đường vào rồi, do quân đội, công an trấn giữ. Và Thủ tướng Chính phủ chính là người trực tiếp chỉ đạo các bộ trưởng, các thứ trưởng và phó thủ tướng cứu cho bằng được đê Hoàng Long Ninh Bình và đập thủy điện Thác Bà bằng một biện pháp là phân lũ từ thượng nguồn. Phân lũ thượng nguồn là dân nghe đơn giản, tức là cho đào, cho nổ mìn để nhân dân và dân dân đầy đủ biện pháp hết, để thành những dòng chảy tách hướng chảy chính ra, chảy chính ra, và sau đó thì cứu được đê điện thủy điện Thác Bà và đê Hoàng Long, đê Hoàng Long, và vẫn họ vẫn còn đang làm việc để phân lũ. Cho nên các anh chị cứu các công trình thủy điện và đây điều quan trọng, cho nên các anh chị không thấy họ trên mạng xã hội, và có vẻ như họ không làm gì, phải không? Thật ra họ đang làm thật nhiều, và chúng ta cũng phải cảm ơn vì họ đã thực hiện nghĩa vụ mà người dân giao cho họ, đảng giao cho họ, chính phủ giao cho họ một cách có trách nhiệm và chuyên nghiệp, thưa các anh chị. Thưa anh chị, cơn bão có cường độ mạnh nhất 70 năm qua, nó giống như là một tai vạ mà dân tộc chúng ta phải chịu 60 năm một lần. Bão năm thân, bão lục năm thân, phải không? Người Việt lúc bình thường thì luôn kiếm chuyện với nhau, và nếu không có chuyện gì để chửi nhau thì cũng có người tự xưng, tự xuất hiện làm nạn nhân, đập ngực xưng tên, tai nạn giao thông, một va quẹt bình thường thôi, hoặc là ứng xử trong xã hội thôi, tự dụng ngực xưng tên, biết mày là bố mày là ai không, để cả nước súng vào chữ chơi cho vui. Nhưng khi có chuyện như bão lụt vừa qua, chúng ta thấy rằng tình yêu thương nó lan tỏa như thế nào, là nói nào. Chúng tôi thấy rằng không phải là con số đâu, như báo chí hay mạng xã hội hay ca những người, ca ngợi những người đóng góp nhiều tiền, không phải đâu anh chị, không đúng đâu. Đóng bao nhiêu tiền cũng là tình yêu thương, tình yêu thương. Và đóng bao nhiêu tiền nó cũng có bài học đối với chính bản thân họ, chính gia đình họ và các em bé nữa, các em bé nữa. Nhiều người nói rằng tại sao lại ủng hộ việc ca ngợi việc các em bé đập heo, nó có bao nhiêu tiền đâu mà tội nghiệp các em, không phải là gì. Bây giờ việc đó đóng góp không lớn cho tình hình chung, cho tổng quỹ chung, nhưng mà nó góp phần lan tỏa những thông điệp tốt đẹp và cũng giáo dục nhân cách các em, giáo dục nhân cách các em. Đây cũng là một dịp để giáo dục nhân cách các em, lan tỏa thông tin yêu thương, nhiều điều phụ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng, phải không, thưa anh chị? Và do đó chúng ta thấy rằng mọi sự trên đời này không có gì là may mắn cả, tất cả đều nằm trong bố cục, kể cả kịch bản chống bão lũ của chúng ta trong thời gian vừa qua, quyết định của Thủ tướng cầm cự đủ lâu để di dời dân và cứu đê bằng cách
cứu thủy điện bằng cách phân lũ từ thượng nguồn là một quyết định sáng suốt. Xin các anh chị để lại ý kiến của mình về vấn đề này. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.